Ok, xin chào mọi người. Hôm nay tiếp tục mình giới thiệu đến các bạn cái chức năng mới mà mình vừa hoàn thành, đó là chức năng Google Assistant điều khiển các thiết bị điện trong nhà. Thì chức năng này mình vừa mới hoàn thành thì bây giờ mình thử cho các bạn xem. Đây, giờ là bấm lên. Ok Google, turn off kitchen lamp. Okay, turning off the kitchen lamp. Okay, Google. Turn on kitchen lamp. You got it, turning on the kitchen lamp. Đó, các bạn có thể thấy rất là dễ dàng điều khiển. Chỉ cũng không cần mở khóa màn hình nữa. Chỉ cần mở lên rồi nói OK Google. Thì cái Google Assistant có mặt trên Android, có thể cài trên iOS. Hoặc là các bạn có thể sử dụng trên đồng hồ Android, hoặc là nếu mà ai có cái Google Home thì cũng có thể điều khiển được luôn. Thì như bài trước thì mình giới thiệu đến các bạn cái phần mềm Home Remote để điều khiển các thiết bị điện trong nhà, thì phần mềm đó đây. Đó. Thì mình điều khiển ở bên kia thì bên này cũng có thể nhìn thấy được, để mình ví dụ cho các bạn xem. Bây giờ mình ấn giữ này. Turn off kitchen lamp. Sure, turning off the kitchen lamp. Rồi, mình back lại này. Đó, back lại thì cái đèn số 1 nó đã tắt rồi này. Rồi, bây giờ mình thử bật nó lên. Turn on kitchen lamp. You got it, turning the kitchen lamp on. Ok. Thì hiện tại thì mình cũng chưa có làm xong cái vỏ nữa. Thì khi nào làm xong được cái vỏ cho này nhìn nó tươm tất một chút thì chắc mình sẽ làm cái video nó chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like, share giúp mình.